Hello, Lucy, hôm nay có một bạn nhắn cho mình một tin khá sốc. Nói trước mình không phải fan của Tiêu Ân Tuấn, Tôn Lệ, Trần Tinh Hút hay bất cứ một diễn viên nào trong danh sách này. Bản xếp hạng những diễn viên chỉ bạo một bộ phim rồi mất hút không tâm hơi. Bản khá dài mình không tiện nêu tên. Trong đó có nói đến Tôn Lệ chỉ bạo mỗi hoàng chân truyện và Tiêu Ân Tuấn chảy chút cho lắm chỉ nổi có một tiểu lý phi đao. Nghe mà sốc ốc, hắc não, cái bản xếp hạng này dựa vào cái gì? một bộ phim trở nên bạo hồng đầu tiên phải nói đến nội dung phim tình tiết gây cấn lôi cuốn có sức thuyết phục cao và sau đó là diễn viên hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc phim tự dưng sẽ bạo hồng phim trở nên hấp dẫn một phần từ biên kịch diễn viên có thực lực đến mấy cầm một vở kịch nhạt nhẽo phim cũng theo đó mà gió cuốn trôi thôi chứ đừng trách móc diễn viên dở tệ trở về đề tài nói đến đến tôn lệ giới chuyên môn và khán giả họ đều công nhận nàng là một diễn viên thực lực và đầy ma mị khả năng lột tả cảm xúc của nhân vật đầy thuyết phục uyển chuyển nội tâm sâu sắc cô ấy không chỉ có một tác phẩm nổi danh là chân hoàng truyện mà còn rất nhiều tác phẩm khác luôn được đón nhận và xem lại đến thời điểm tại nó vẫn hót như mị nguyệt truyện hoa nở trăng vừa tròn tân bến thượng hải ngọc quan âm tân dòng sông ly biệt đều là những tác phẩm xuất sắc không chê vào đâu được nói đến tiêu ân tuấn Tuy rằng bác ấy đã giải nghệ, nhưng đến tận thế kỷ 2021 trên màn hình hoa ngữ toàn tiểu thịt tươi đẹp hút hồn. Nhiều thế hệ từ già đến trẻ vẫn không quên được một lý tầm hoang nghiêng sắc, nghiêng thành, đôi mắt u khúc, thương cảm. Nhiều fan, đặc biệt là những bạn trẻ họ vẫn ưa ái nói đến Tiêu Ân Tuấn. Thật nực cười, cho câu, Tiêu Ân Tuấn, tiểu lý, phi đao, khiếp hồn, style tạo hình chảy chút, bóng lộn như muốn tranh đua với vai nữ. Do mấy em tiểu thịt tươi diễn chắc tay bây giờ có khi còn thua xa. Nếu thế, sau bao nhiêu năm dài đăng đẳng, nhiều nhà làm phim lên kế hoạch làm lại tiểu lý phi đao nhưng rồi lại lặng mất tâm, tại sao vậy? Họ không đủ tự tin hay không ai dám đảm nhận vai diễn này vì cái bóng quá lớn lý tầm hoang của Tiêu Ưng Tuấn. Phim hay nhất của Tiêu Ưng Tuấn không phải chỉ có mỗi tiểu lý phi đao, mà hàng chục tác phẩm khác đều gây bão và mãi mãi trường tồn mà diễn viên khác chắc chắn không thể thay thế một Tiêu Ưng Tuấn. Như nhị lan thần dương tiễn trong Bảo liên đăng 1 và 2 đã thành công ngoài mong đợi của nhà sản xuất phim. Nó trở hót và in sâu trong lòng kháng, một dương tiễn đẹp trai, uy nhiên, nhưng chứa chan tình cảm ẩn sâu trong nội tâm. Một trác đông lai biến thái, ma mị, uy lực, bạo chúa, đôi mắt sắc lạnh như mũi dao ghim vào tim kẻ thù, nhưng lại ủy mị, nhu mì khi hắn nhìn người hắn yêu. Một hạ lan mẫn chi phúng túng, trụy lạc quốc sắc thiên hương, đắm chim tự sắc nhưng nội dằn xé nội tâm, đau tận tim gan. Một hạ tuyết nghi trong bích huyết dù chỉ xuất hiện có vài tập nhưng nó lại cái hồn của cả bộ phim một tư mã tương như cầm kỳ thi họa, lãng tử đào hoa chứa đựng một tình cảm mượn nồng và nỗi đau không thôi. Một võ đan một trương tam phong phim làm mưa, làm gió một thời sau không gọi là bạo hồng. Và còn rất nhiều, rất nhiều tác phẩm khác, vai diễn của Tiêu Ân Tuấn luôn được khán giả đánh giá cao chẳng hạn như thích kế quan trong lôi phong tháp, sói thiên hành trong phim hiệp sĩ sói. Anh cầm một vở kịch thật nhạt nhẽo, cả dàn diễn viên không có sức hút, lỗi đâu phải do anh, bằng thực lực của mình, một mình phải cân cả bộ phim có người nói vui rằng phim không có bác tiêu chắc không ai xem một diễn viên thực lực không thể chỉ đánh giá họ bảo hồng chỉ nhờ một bộ phim nó còn phụ thuộc vào biên kịch nội dung phim và cả dàn diễn viên phụ tóm lại diễn viên không phải thần tiên họ cũng có một thời quan trọng là tác phẩm của họ trường tồn và mãi mãi trong lòng khán giả họ có thực lực hay không xem là tự khắc chúng ta hiểu diễn viên như tôn lệ hưu ân tuấn nói không có thực lực mình nghĩ chắc chỉ có sao trên trời mới sáng mãi mãi mai ca viết vội có thiếu sót gì các bạn bổ sung nhé